Mình hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ, quản lý bắt họ và quản lý cho vay lãi suất. Đầu tiên, ta mở phần mềm lên. Sau đó nhập mật khẩu đăng nhập. Đây là giao diện chính của phần mềm. Phần mềm gồm có những tính năng như sau. Phần thứ nhất là mình sẽ ẩn hiện tổng cộng ở mục phía dưới cùng này. Mình sẽ vào hệ thống và mình cho hiển thị tổng cộng. Nếu các bạn không muốn hiển thị phần tổng cộng này thì các bạn có thể bấm vào hệ thống và ẩn tổng cộng đi. Đấy. Mục thứ hai là thông tin khách hàng. Thì tất cả những khách hàng mà đã từng giao dịch tại cửa hàng mình thì sẽ được lưu vào phần mềm. Đấy. Khi mình bấm vào tên khách hàng thì ở dưới dòng sẽ có một sẽ liệt kê ra những mặt hàng mà đã từng giao dịch qua cửa hàng của mình. Đấy, thì phần mềm sẽ lưu ở đây hết. Còn khi mình muốn kiểm tra thì mình sẽ chỉ việc là bấm vào chọn khách hàng đó kiểm tra, hoặc là mình sẽ nhập vào là kiểm tra hàng cầm. Mình có thể là nhập là 1289 1258 rồi. Đó. Thì ở đây sẽ có là một dòng. Thì khi mình mới gõ những ký tự gần đúng thì phần mềm sẽ tự động liệt kê ra là những thông tin về cái điện thoại này và cầm lần trước là bao nhiêu. Đó, rồi ngày cầm từ ngày nào đến ngày nào và lãi là bao nhiêu tiền một ngày. Đấy. Thì phần mềm sẽ tự động giúp các bạn là tìm kiếm để các bạn kiểm tra cho chính xác hơn. Mục tiếp theo là về phần báo cáo. Phần báo cáo thì phần mềm sẽ liệt kê đầy đủ tất cả những cái báo cáo trong phần mềm. Ví dụ như là phần mềm báo cáo hoàn kiều thanh lý này. Trong báo cáo hoàn kiều thanh lý này mình sẽ có 3 mục là hợp đồng đã thanh lý và hàng chuyển kho. Ví dụ như hàng đã chạy vào chờ thanh lý rồi nhưng mà mình không có để cái mặt hàng đó ở cửa hàng mà mình sẽ chuyển vào kho khác mình cất, thì mình sẽ chuyển kho để khi mình kiểm tra cái hàng mặt hàng đó thì biết được là hàng đã chuyển kho hay là hàng nằm ở chỗ nào. Đấy, đây là những cái phần mà trong cái mục mà báo cáo chuyển kho sẽ tích hợp sẵn. Mục tiếp theo là chi tiết báo cáo đóng lãi. Thì báo cáo đóng lãi này phần báo cáo đóng lãi sẽ hiển thị đầy đủ là tên khách hàng, mặt hàng và số tiền lãi đã thu được là bao nhiêu và khách hàng còn nợ là bao nhiêu. Đấy. Mục báo cáo nhanh. Phần báo cáo nhanh này thì khi mình mở lên thì phần mềm sẽ tự động tính toán vốn đầu kỳ mình đưa vào là bao nhiêu, rồi thu là bao nhiêu. Đó, và cái số tiền mình chi ra đưa cho khách là bao nhiêu. Đấy. Phần mềm sẽ thống kê lại là những cái hàng mà còn nằm trong kho là bao nhiêu và hàng đã chuyển kho đi là giá trị của nó là bao nhiêu. Thì phần mềm sẽ tách ra làm 2 dòng như thế này để cho mình biết được là những cái mặt hàng nào là đang đang nằm ở trong kho và hàng nào đã chuyển đi kho khác rồi. Đấy. Thì phần mềm báo cáo sẽ lưu theo ngày, theo tuần hoặc từ một ngày nào bất kể ngày nào bạn cũng có thể xem được. Bây giờ mình sẽ đi vào là phần tạo hợp đồng. Đấy, mình bấm vào tạo hợp đồng, sau đó mình sẽ nhập thông tin khách hàng, ví dụ như là toàn cầu, số điện thoại 975788409. Đấy. Rồi, sau đó các bạn sẽ bấm lưu. Đấy. Rồi, phần lãi suất thì các bạn sẽ chọn là lãi phần trăm theo tháng, theo ngày hay theo tuần
hoặc là bạn có thể nhập là lãi lãi bằng tiền. Nhưng như lãi bằng tiền thì mình một ngày sẽ ví như là 10 triệu. À, 1 triệu thì một ngày là bao nhiêu tiền? Đấy, ví dụ như là 2.000 một ngày. Đấy, thì lãi có là phần lãi trước và lãi sau. Để nếu mà bạn thu cắt lãi trước thì mình check vào là thu lãi trước, mà lãi sau thì các bạn không cần phải check. Đấy. Và thời gian vay là bao nhiêu ngày? Đấy, như đây là 30 ngày. Và số ngày đóng lãi là bao nhiêu ngày? Đấy. Rồi. À, cái phần thế chấp thì các bạn thế chấp ô tô, điện thoại hay xe máy thì mình sẽ chọn những cái mục mà tương ứng. À, ví dụ như điện thoại thì mình chọn điện thoại, và tên điện thoại là gì, ví dụ như là iPhone chẳng hạn. Đấy, số in mây hay là password, password là bao nhiêu. Đó, mình sẽ nhập vào những cái thông tin này. Đó. Rồi, password. Đó, sau đó các bạn có muốn chụp hình cái sản phẩm này mình lưu lại hay không? Nếu mà mình chụp hình thì mình bấm vào chụp hình và quay camera đến cái phần chứng từ đó hay là khách hàng đó để mình chụp hình ảnh. Sau đó các bạn bấm lưu là xong, như vậy là đã thêm thành công. Rồi. Tiếp theo là mục thu tờ hợp đồng và bắt họ. Nếu mà bắt họ hoặc là trả góp hàng tháng thì mình sẽ bấm là tạo hợp đồng, rồi mình sẽ nhập là thông tin khách hàng. Rồi xong đó mình sẽ nhập là số điện thoại, sau đó mình sẽ bấm lưu. Rồi ở đây mình sẽ cái phần lãi này mình không có cần phải quan tâm cái mục này, mình chỉ cần check vào mục bắt họ là được. Đấy, bắt họ thì ví dụ như là bắt họ sẽ là 10 triệu. Rồi tỷ lệ là cắt lãi là mình đưa số tiền mình đưa khách là 8 triệu thì mình sẽ cắt lãi trước là 2 triệu. Và mình sẽ ở đây phần mềm sẽ tự tính cho mình là đưa khách 8 triệu. Nếu mà số khác thì mình có thể nhập lại là số khác. Rồi, sau đó số ngày tham gia bắt họ là bao nhiêu? Đấy, số ngày tham gia bắt họ là bao nhiêu? Đó, nếu mà bắt họ thì 50 ngày và một ngày thì đóng đóng bắt họ một lần. Đó, sau đó mình sẽ bấm lưu. Đấy, như vậy là thêm thành công. Đấy, rất rất đơn giản. Ví dụ khi mà khách đến đóng bắt họ thì mình chỉ cần việc là click đúp lên cái dòng đó. Sau đó mình sẽ chỉ việc bấm là đóng, như vậy là đã xong. Đó, như vậy đã hoàn thành. Đó, cái việc thu rất đơn giản đó. Như vậy là đã hoàn thành rồi. Rồi. Đấy, cái mục báo cáo nhanh này thì bây giờ số tiền nó sẽ tự động tăng lên, và số tiền trong két thì nó sẽ tiếp tục là giảm. Phần mềm còn hỗ trợ thêm là cái mục là gửi tin nhắn tới điện thoại của khách hàng đối với những hợp đồng hết hạn hay là sắp đến hạn phải đóng lãi, thì phần mềm sẽ liệt kê ra để mình gửi thông báo đến khách hàng biết. Còn về mục tìm kiếm nhanh thì khi mình chỉ cần việc là nhập ví dụ như là sẽ mình ví dụ như tìm kiếm số hợp đồng là 012 thưởng 012. Đó. Thì tất cả những cái số hợp đồng nào mà có những gần đúng thì nó sẽ liệt kê ra. Đó. Còn phần mềm sẽ có thêm nhiều cái mục tìm kiếm, ví dụ như là số hợp đồng, rồi tìm kiếm theo danh mục là như xe máy hay điện thoại, đó, vân vân. Rồi tên khách hàng thì mình sẽ nhập là tìm theo là tên khách hàng hay là tên khách hàng. Đó. Thì phần mềm sẽ tự động liệt kê ra là những cái từ gần đúng với từ mình tìm kiếm, hoặc là mình có thể tìm kiếm theo số điện thoại. Thì tất cả những cái số mà mình tìm gần đúng thì nó sẽ hiển thị lên. Đó, còn phần mềm còn có thêm mục tìm kiếm theo ngày, theo mã khách hàng, tìm hàng cầm hay là biển số xe mây. Thì phần mềm sẽ có rất nhiều cái mục mà
để hỗ trợ khách hàng tìm kiếm nhanh. Phần mềm, khi các bạn phần sử dụng phần mềm thì trong quá trình sử dụng mà có yêu cầu phát sinh thêm thì mình sẽ viết thêm những cái phần đó.